Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 20 tháng 3. Giám đốc Sở Giáo dục làm hiệu trưởng trường chính trị Tây Ninh. Nguồn tin từ báo Pháp Luật thì ông Phạm Ngọc Hải, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường chính trị. Sáng ngày 20 tháng 3, thì tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ như sau. Và theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hải, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức hiệu trưởng trường chính trị Tây Ninh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Kể từ ngày 20 tháng 3 tới năm 2023. Và ông Phạm Ngọc Hải, 55 tuổi. Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường chính trị thì ông Hải từng làm phó giám đốc rồi giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ thì ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh đã cho biết như sau. Do nhu cầu bố trí cán bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hải giữ chức là hiệu trưởng trường chính trị. Ông Hùng tin tưởng vị mới ông Phạm Ngọc Hải phát huy năng lực và kinh nghiệm cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức trường chính trị Tây Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho ông. Đó là thông tin ngày 20 tháng 3. Anh em Facebook thì đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký và chuông. Tạm biệt.